còn nhớ là khi mà chúng ta có cái sim ghép 4G chúng ta rất tung hô nó. Nghĩa là chỉ cần mất từ khoảng mấy chục nghìn thôi. Ui dồi ôi em tôi ơi. Không cần mua cốt. Sao lại thế? Vừa fix được rồi. Chả biết cái gì. Thằng chả biết cái gì vừa fix được rồi. Thế mong lên video. Nói như vậy thôi, thực ra rất đen cho Ngọc rằng khi vừa mới làm xong video về sim ghép thì sau đó ngay lập tức đã có sim ghép V4 để fix tất cả các lỗi trên iPhone lock rồi. Vậy thì thực chất cái sim ghép V4 này là gì? Thực ra ruột nó là sim ghép V3 nhận được nhập ICC ID mới để có thể fix được những cái lỗi ở trên iPhone lock. Và cái sim ghép V4 này nó hoạt động hiệu quả hay không? Thì hôm nay mình đã trấn tiền của CF để mua một cái sim về thử cho anh em xem nó hoạt động hay không. Và bây giờ thì mình sẽ thử xem nhá. Và đây là the moment of truth. Anh em xem là nó có anh tiếp lên được hay không. Nếu mà nó không anh tiếp lên được thì mất tiền của sếp thôi. Không phải tiền của mình đâu. Ái làm. Vâng. Và cuối cùng thì nó cũng đã lên ngon lành. Nào xem sóng sánh các thứ nào. Để mình check thử xem. Luôn. Trời ơi. Không cần phải kích hoạt nhà mạng các thứ, auto luôn, lại thần thánh luôn. Make the sim ghép great again luôn. Ngon lành luôn. Và mình sẽ thử xem là mạng 4G trên sim ghép này có hoạt động ngon lành không nhá. Anh em có thể nhìn thấy rõ ở góc trên là đã ghi rõ LTE luôn và load mạng ngon lành. Vậy là cái sim ghép này đã hỗ trợ luôn cả 4G, tất cả mọi thứ ngon lành, fix mọi lỗi và auto fix, anh em sẽ không cần phải nhập lại liệu các thứ gì. Và vậy thì khi mà ra mắt cái sim ghép V4 này thì anh em đã có thể yên tâm được hay chưa? Theo mình là câu trả lời vừa là chưa vừa là có. Bởi vì rõ ràng là tuy đã fix được rồi nhưng những cái nỗi lo về Apple khóa lại nó vẫn còn ở đó. Còn trước mắt thì bây giờ thì cứ hở ra được một tí anh em dùng được thì thôi vẫn cứ tranh thủ mà hở thôi. Và cái cách đơn giản nhất, tiết kiệm nhất hiện tại anh em có thể làm mà có thể tự làm đó là tự nhập cái ICC ID vào, update từ V3 lên V4. Nhưng cái cách đó thì đã có sẵn ở trên mạng rồi. Thế cho nên là trong cái khuôn khổ của video này thì mình sẽ không nói ở đây nữa vì nó rất là dài. Nếu anh em nào mà không biết thì có thể Google hoặc là inbox trực tiếp cho mình. Còn nếu không thì mình có thể là trong một thời gian tới mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho anh em luôn. Cách thứ hai đó là như mình ném một cục tiền ra và anh em sẽ có một cái sim ghép V4. Mình thì mình prefer cái cách đầu tiên hơn. Đây là mình chỉ test cho anh em nên mình ra ngoài mình mua thôi. Và với cái sim ghép V4 ra mắt như thế này thì ít nhất là anh em sẽ vẫn được sổng chùa trong một thời gian tới. Anh em nào mà sử dụng iPhone lock thì vẫn có thể yên tâm tiếp tục sử dụng iPhone lock. Còn những anh em nào đang có ý định sử dụng iPhone lock thì mình có một số đôi lời là nếu anh em có thể mua được iPhone quốc tế thì anh em cứ nên mua iPhone quốc tế. Còn nếu mà không thể, anh em vẫn có thể yên tâm sử dụng iPhone lock trong một khoảng thời gian. Dù sau này có bị khóa cái ICC ID này thì anh em có thể chờ đợi một thời gian tham gia các cộng đồng iPhone lock, đợi họ post những cái ICC ID mới và anh em có thể tự cập nhật lên và lại tự fix. Và nếu anh em có thật sự vẫn quan tâm đến các sản phẩm iPhone lock và tin tưởng sử dụng iPhone lock trong tương lai thì anh em có thể tham khảo các sản phẩm iPhone tại website của cửa hàng Di động Việt. Và dù mua máy lock quốc tế thì anh em cũng hãy nhớ cho mình là kiểm tra kỹ máy trước khi mua nhé. Còn anh em bây giờ có bất kỳ ý kiến nào thì hãy comment bên dưới. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em cho các số video lần sau. Bye bye.